Maddie, have you read this book before? Yeah, it was a good one. I read it, but I didn't completely understand the meaning the writer was trying to portray. Oh, the point of the book is that you can't take things for granted. It has a very powerful meaning. Oh, I see. Thanks. I'll try to read it again. Hey, Maddie, have you read this book before? Yeah, it was a good one. I read it, but I didn't completely understand the meaning the writer was trying to portray. Oh, the point of the book is that you can't take things for granted. It has a very powerful meaning. Oh, I see. Thanks. I'll try to read it again. Cấu trúc the point is that, và đằng sau cái chữ is that đó, các bạn phải có một mệnh đề nha. Mà một mệnh đề thì chắc chắn là nó phải có chủ ngữ và vị ngữ, đúng không ạ? Và cấu trúc này thì được dùng như thế nào? Thật ra thì cái cấu trúc này được dịch là điểm mấu chốt hay là điểm chính ở đây là rồi cái điều gì đó, đúng không ạ? Lấy ví dụ như là khi mà chúng ta đang nói chuyện với một ai đó, đúng không ạ? Và người ta có vẻ như là đang hoài nghi mình hay là hiểu sai cái ý của mình, thì mình đính chính lại bằng cách mình nói rằng là cái điểm chính mà tôi đang nói đến ở đây là cái gì đó, đúng không ạ? Thì chúng ta hãy dùng là my point here is that, right? Hay là the point here is that, hay là the point here that I'm getting at is that. Rồi, do khi dịch thì chúng ta có thể dịch là cái điểm chính hay là cái điểm mấu chốt ở đây, đúng không ạ? Cho nên các bạn hoàn toàn có thể thêm một vài các cái tiếng từ. Lấy ví dụ như là chữ primary hay là cái chữ main, để chúng ta làm tăng cái tính quan trọng của cái điều mà chúng ta đang nói, được không ạ? Rồi, bây giờ chúng ta hãy cùng tìm hiểu một vài các cái ví dụ cho cấu trúc này nha. Rồi, ví dụ đầu tiên. I'm not trying to argue with you, but the point is that you need to eat better. Một lần nữa cảm ơn các bạn nhé. I'm not trying to argue with you, but the point is that you need to eat better. Ví dụ thứ hai. The boss said too much in the meeting, but the main point is that we need to manage our deadline better. Một lần nữa cảm ơn các bạn nhé. The boss said too much in the meeting, but the main point is that we need to manage our deadline better. Rồi đối với cái câu này thì chỉ có hai chữ thôi là các bạn cần phải để ý về phát âm của chúng. Chữ đầu tiên á, nó là chữ manage, me. Nếu mình chữ quả me của chúng ta vào, chúng ta có đọc niche, manage các bạn ha. Và cái chữ thứ hai đó chính là chữ deadline, deadline. Dead là chết đó các bạn. Dead là tính từ chết đó. Dead, dead và line, line. Các bạn nối lại đọc là deadline, chứ không phải là deadline ha. Đọc như vậy thì thiếu các cái âm giữa và cái âm cuối của nó rồi. Cho nên các bạn hãy cố gắng đọc là deadline, deadline. Đọc nhanh hơn thì nó sẽ ra là deadline. Ok, deadline.